Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Tâm điểm của bóng đá châu Âu 24 giờ qua là kết quả thi đấu của hai đội bóng lớn Barcelona và Napoli. Cùng với đó là những thông tin chuyển nhượng vô cùng hấp dẫn. Không để các bạn đợi lâu thêm nữa, hãy cùng tôi đến với những tin tức nóng hổi nhất nhé. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và hãy nhớ giữ sức khỏe trong thời điểm này. Chơi thất vọng, Barcelona giành một điểm đầy nhọc nhằn. Hạ đẹp Udinese, Napoli giành ngôi đầu bảng Serie A. Man United biến Paul Pogba trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Chơi ấn tượng trước West Ham, Ole dục Lingard gia hạn hợp đồng với Man United. Bị thất sủng tại Everton, James Rodriguez lên đường sang Qatar. Barcelona trở lại La Liga bằng cuộc tiếp đón Granada trên sân nhà. Blaugrana với nhiệm vụ buộc phải thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua bạc nhược trước Bayern Munich tại Champions League hồi giữa tuần. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Ronald Koeman đã bị dội gáo nước lạnh ngay khi hậu vệ Duarte mở tỷ số cho đội khách từ phút thứ hai. Sau bàn thua sớm, Barcelona tràn lên tấn công. Depay như thường lệ vẫn là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Blaugrana. Đã có tổng cộng 20 cú dứt điểm được tung ra về phía khung thành của Granada. Tuy nhiên, trong một ngày thủ thành Luis Maximiano chơi xuất sắc và đã cản phá hầu hết các pha dứt điểm bên phía Barcelona. Những tưởng như đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường, thì Araujo đã xuất hiện đúng lúc đánh đầu tung lưới Granada, mang về một điểm đầy nhọc nhằn dành cho Blaugrana. Ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Serie A, Napoli có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng khi AS Roma đã bất ngờ để thua vòng đấu này. Với việc chỉ phải đón tiếp một đội bóng được đánh giá yếu hơn, các học trò huấn luyện viên Spalletti đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Tiền đạo Osimhen sau cú đúp ghi được trong trận đấu giữa tuần trước Leicester tiếp tục thể hiện phong độ cao khi ghi bàn mở tỷ số cho Napoli ở phút thứ 24. Đến phút 35, tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho đội khách, lần này người lập công là trung vệ Ramani. Sang đến hiệp 2, Napoli tiếp tục là đội làm chủ thế trận, cách biệt được nâng lên thành 3 bàn sau tình huống sút xa trái phá của trung vệ Koulibaly ở phút thứ 52. Cầu thủ vào sân thay người Hervin Lozano đánh dấu ngày thi đấu tưng bừng của đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Đoàn quân huấn luyện viên Spalletti là đội duy nhất toàn thắng 4 trận ở đầu mùa giải này, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Hơn 2 đội xếp sau là Inter Milan và AC Milan 2 điểm. Tờ Calcio Mercato cho biết Juventus đang nhắm tới sao trẻ của Arsenal là Bukayo Saka vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Ngôi sao sinh năm 2001 vừa trải qua một mùa giải tương đối thành công trên cả phương diện câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải thất vọng của Arsenal, đồng thời được huấn luyện viên Gareth Southgate tin dùng ở vòng chung kết Euro 2020 vừa qua. Điểm nổi bật trong lối chơi của sao trẻ người Anh chính là nền tảng thể lực sung mãn kết hợp với những pha đi bóng lắt léo. Ngoài ra, Saka còn chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ cánh. Hiện ngôi sao 20 tuổi được định giá khoảng 50 triệu euro. Nếu thương vụ được thành công, Juventus sẽ có một sự bổ sung chất lượng nơi hành lang cánh, khi ngoài Federico Chiesa thi đấu nổi bật thì những cái tên khác như Kulusevski hay Bernardeschi đều chơi dưới mức kỳ vọng. Ngoài Juventus còn có Atletico Madrid cũng thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế của Arsenal. Pogba đang là cái tên không thể thay thế ở sân Old Trafford. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Pháp đang thể hiện một phong độ ấn tượng khi đã có 7 đường kiến tạo chỉ sau 5 trận đấu ở Premier League. Theo The Express, Quỷ đỏ thằng Manchester sẵn sàng biến Pogba trở thành cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất Premier League nếu ngôi sao người Pháp chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới. Theo đó, nếu đồng ý ở lại sân Old Trafford, tiền vệ mang áo số 6 sẽ được hưởng 400.000 bảng một tuần. Đây là con số cao nhất trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh từ trước đến nay. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hy vọng với mức lương như vậy sẽ có thể giữ chân được ngôi sao người Pháp trước sự chèo kéo quyết liệt đến từ Real Madrid hay là Paris Saint-Germain. The Daily Mirror cho hay Liverpool đang bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ Kingsley Coman như một sự bổ sung chất lượng cho vị trí tiền đạo cánh của đội chủ sân Anfield. Ngôi sao người Pháp đang đối diện với tương lai mờ mịt ở Bayern Munich với sự xuất hiện của Leroy Sané và sao trẻ Musiala. Hợp đồng hiện tại của anh với hùm xám xứ Bavaria vẫn còn thời hạn đến năm 2023. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp được cho là sẽ đi tìm bến đỗ mới, nơi anh có thể đóng một vai trò quan trọng hơn. Phía Bayern Munich cũng không cho thấy động thái muốn giữ chân tiền vệ mang áo số 29, người từng ghi bàn quyết định giúp họ giành cúp bạc Champions League. Nếu cập bến sân Anfield vào mùa giải tới, Coman có thể cạnh tranh sòng phẳng một vị trí chính thức trên hàng công của The Kop khi những Sadio Mane hay Mohamed Salah sẽ bước qua tuổi 30 vào năm sau. Liverpool sẽ phải bỏ ra con số khoảng 55 triệu euro nếu muốn có sự phục vụ của ngôi sao người Pháp. Ngoài Liverpool, Chelsea cũng là cái tên đang thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh này.
Theo tờ Fijase đưa tin, Arsenal đang để mắt tới ngôi sao chạy cánh đang thuộc biên chế của Club Brugge, Noah Lang. Cầu thủ trẻ người Hà Lan đang nổi lên nhờ màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với Paris Saint-Germain trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Lang sở hữu một lối chơi phong cách có phần tương đồng với tiền đạo Neymar. Mùa giải trước, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax Amsterdam đóng góp tới 14 bàn thắng và 8 đường kiến tạo. Số tiền mà các pháo thủ thành London sẽ phải bỏ ra nếu muốn sở hữu ngôi sao chạy cánh này sẽ rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Tiền vệ Jesse Lingard vừa có màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Man United đánh bại West Ham với tỷ số 2-1. Theo nhà báo Fabrizio Romano, bà lãnh đạo Quỷ Đỏ đã liên hệ trực tiếp với cha đẻ của Lingard để đưa ra một bản hợp đồng mới nhằm giữ chân cầu thủ này ở lại với sân Old Trafford. Đích thân huấn luyện viên Ole Solskjaer cũng đã có buổi trò chuyện với tiền vệ mang áo số 14 để thuyết phục anh ở lại với sân Old Trafford. Bản hợp đồng hiện tại của Lingard với Man United chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Phía Quỷ Đỏ cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu được chơi bóng thường xuyên nếu tiền vệ người Anh chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới. Theo tờ TIC Sport, tiền đạo Paulo Dybala cam kết tương lai ở Juventus khi ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026. Kể từ khi Ronaldo đến, Dybala đã không còn giữ được một vị trí chính thức trong đội hình của lão bà thành Turin. Tuy nhiên, sự ra đi của CR7 cùng với việc được tái ngộ với người thầy cũ Allegri sẽ đảm bảo cho Dybala một suất thi đấu chính thức trong đội hình của Bianconeri. Với bản hợp đồng mới, tiền đạo người Argentina hứa hẹn sẽ tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình khi anh chơi tuyệt hay giúp lão bà vào chơi ở hai trận chung kết Champions League năm 2015 và 2017. Theo Mundo Deportivo đưa tin, Manchester United đang quan tâm đến tiền vệ Frank Kessié của AC Milan như một sự thay thế cho trường hợp Paul Pogba không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Tiền vệ người bờ biển Nga hiện đang là cái tên không thể thay thế ở AC Milan. Anh nổi bật với lối chơi giàu thể lực, khả năng tấn công và hỗ trợ phòng ngự đều thuộc dạng tốt. Mùa giải trước, Kessié đóng góp đến 13 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo, giúp Rossoneri cán đích ở vị trí thứ 2 tại Serie A, qua đó trở lại đấu trường Champions League sau 8 năm vắng bóng. Hiện Kessié đang được định giá vào khoảng 55 triệu euro, tuy nhiên nếu muốn có được chữ ký của tiền vệ người bờ biển Nga, Man United sẽ phải cạnh tranh với nhiều cái tên sừng sỏ khác như Real Madrid hay Liverpool. Tiền vệ James Rodriguez đang có quãng thời gian đáng quên ở Everton. Sau khi chơi tương đối tốt ở mùa giải trước dưới trướng của người thầy cũ Ancelotti, tiền vệ người Colombia đã không còn được trọng dụng khi Rafa Benitez gia nhập đội chủ sân Goodison Park. Premier League đã trải qua 5 vòng đấu nhưng James chưa được thi đấu một phút nào tại đây. Theo nguồn tin từ nhà báo thể thao Fabrizio Romano, tiền vệ mang áo số 19 đang chuẩn bị tới Qatar thi đấu. Các cuộc đàm phán đang được diễn ra suôn sẻ và nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ tiếp nối Xavi để chơi bóng trong những năm tháng được coi là cuối cùng trong sự nghiệp tại đây. Theo nguồn tin uy tín từ Calcio Mercato, Inter Milan chuẩn bị gia hạn hợp đồng với trung vệ Milan Skriniar. Cầu thủ người Slovakia đang là cái tên không thể thiếu trong hàng phòng ngự của Nerazzurri. Anh đã chơi tất cả 4 trận đấu đầu mùa của Inter Milan tại Serie A, đồng thời đóng góp 2 bàn thắng. Bản hợp đồng mới của Skriniar với đội chủ sân Giuseppe Meazza có thời hạn đến năm 2025 với mức lương 4 triệu euro một mùa. Ngoài Skriniar, ban lãnh đạo của Inter Milan cũng chuẩn bị lên kế hoạch giữ chân những cái tên khác như Lautaro Martinez, Brozovic hay Nicolò Barella. Cho đến thời điểm hiện tại, tương lai của tiền đạo Raheem Sterling tại Manchester City vẫn đang là một dấu hỏi lớn, nhất là sau những màn trình diễn tuyệt vời của tân binh Jack Grealish. Dù có màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2020 với 3 bàn thắng cùng một đường kiến tạo, song Sterling vẫn để mất vị trí chính thức vào tay của tân binh trị giá 100 triệu bảng của The Citizen. Anh ra sân 5 trận cho Man City mùa này, nhưng 4 trên 5 trận đó được vào sân từ băng ghế dự bị. Tờ Telegraph cho hay, tiền đạo người Anh đang lên kế hoạch rời sân Etihad để tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới vào mùa hè sang năm, nơi anh có cơ hội cạnh tranh suất đá chính. Hiện Barcelona và Arsenal là hai câu lạc bộ đang thể hiện sự quan tâm đến ngôi sao sinh năm 93. Tuy nhiên, mức giá cao đang là trở ngại cho những đội bóng muốn có sự phục vụ của tiền đạo người Anh. Chuyển tới Juve từ Ajax vào mùa hè 2019 với giá 85,5 triệu euro, Matthijs de Ligt được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên mới lĩnh sướng hàng phòng ngự của Bianconeri khi Bonucci và Chiellini đều đã luống tuổi. Tuy nhiên, trung vệ người Hà Lan chơi dưới sự kỳ vọng và liên tục mắc lỗi, dẫn đến những bàn thua. Chủ nhân của danh hiệu Golden Boy năm 2018 cho thấy anh không phù hợp với lối đá phòng ngự ở Italia. Theo Fichaje, Chelsea và Barcelona đang sẵn sàng đưa trung vệ người Hà Lan rời khỏi Juventus Arena. Số tiền mà những đội bóng kể trên phải bỏ ra để có được sự phục vụ của cựu đội trưởng Ajax sẽ rơi vào khoảng 75 triệu euro.